Xin tự giới thiệu với các người, ta chính là Tời Tiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đây. Ok, bà Hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yes, ok. Thì như anh em cũng đã thấy trên tay mình đang cầm gì kìa anh em thấy không? Đó, nhìn lạ không, nhìn lạ không? Chắc không, chắc không? Đây, xin giới thiệu anh em. Đây chính là gậy như ý của Tôn Ngộ Không đó. Anh em tin không? Trời ơi, cái gậy chính là gậy của Tôn Ngộ Không đó nha. Đây, mình sẽ cho anh em xem đây. À, để bật lên. À, đây. Xin giới thiệu với anh em, đây chính là gậy như ý của Tôn Ngộ Không đó. Thì sẽ có rất là nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình lại có được cây gậy của Tôn Ngộ Không đúng không? Đó, thì xin giới thiệu anh em, đây chính là một phiên bản mới của Mini World. Thì trong sắp tới này á, Mini World sẽ cập nhật một cái phiên bản là anh em có thể tự chế tạo vũ khí cho mình bằng cách xây ra. Thì ở đây mình đã xây một cái cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không nè. Anh em nhìn nha, cây gậy này cực kỳ mạnh luôn nha, coi nè. Cúp nè, chết một cụ luôn. Đó, ghê không, ghê không, ghê không đó. Thì hôm nay mà tự nhiên khi không chúng ta vào, chúng ta cầm có cái cây gậy Tôn Ngộ Không thì có gì đâu mà vui đúng không? Thì hôm nay mình sẽ làm một video so sánh vũ khí của gì ta, các nhân vật siêu anh hùng ở trong Mini World nha. Đây, bây giờ mình sẽ so sánh giữa gậy như ý của Tôn Ngộ Không với cây kiếm của Ichigo. Đây đây anh em nhìn nha. Đây, đây chính là cây kiếm của Ichigo nè. Ở mình cất cái miếng thịt cừu vô. Ok, anh em nhìn nè. Trời ơi, cái kiếm nó bự không kìa. Trời ơi, anh em nhìn kìa, cái kiếm nó bự phải. Chém nè, cái kiếm nó bự, đúng bự luôn anh em. Nè, nhìn nè, nó to hơn cái đầu của mình luôn anh em. Đó, đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử so sánh, thử xem là cái kiếm này với lại cây gậy như ý, cây nào sẽ mạnh hơn nha. Ok, bắt đầu thôi nào. Thì bây giờ mình sẽ test thử trên những con quái nha. Đầu tiên chính là con quái bắn cơ, con quái quăng giáo nè. Với lại là con này là con thổ dân đó. Còn con này chính là con em bé thổ dân này. Con bé này con gì ta, quên mất tiêu tên này. Nói chung là mình sẽ thử test nha. Đầu tiên là con này nè, mình sẽ thử sử dụng gậy như ý và đập vào đầu nó thôi, coi gậy như ý có mạnh hay không nha. Ok, đấy. Rồi, một phát chết luôn anh em ơi. Một phát gậy như ý là chết queo luôn. Ok, rồi đó, tính là con thổ dân nha. Hey. Ôi, cũng một phát chết luôn. Trời ơi, coi bộ cây gậy như ý này nó hơi bị mạnh luôn nha anh em nha. Ok, để mình thử qua tới lượt cái con thổ dân nhí này coi. Hộp nè, chết luôn. Đậu phộng cái gì ghê vậy. Thôi, mình không ngờ là cái gậy như ý nó mạnh vậy luôn anh em. Thôi, vãi chưởng thật đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử test trên con gà thử coi. Liệu con gà nó có bị chết, bị cái cây gậy như ý này không. Búp. Rồi, chết queo luôn. Trời ơi trời, mình không ngờ là cái gậy như ý nó mạnh vậy luôn anh em. Đó, thì ở đây mình còn chuẩn bị thêm một số những cái sinh vật ở trong đây nữa nè. Đó, bây giờ mình sẽ thử lấy ra nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ test thử tới lượt cây kiếm của Ichigo nha anh em. Nãy là mình test bằng cây gậy như ý rồi nè. Đó, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thử cây kiếm của Ichigo để coi kiếm của Ichigo nó có mạnh không nha. Rồi, để mình đặt mấy con quái vào nè. Đầu tiên sẽ là con quái này. Đó, tiếp theo sẽ là con quái này. Tiếp theo đó là con trứng bơm. Hay là con trứng bơm nó có nổ không ta? Mình đang ở chế độ sinh tồn, nó mà nổ cái chắc mình chết luôn á. Để chuyển thành chế độ sáng tạo đi. Rồi, ok. Đó, rồi chúng ta sẽ thử bằng cái kiếm của Ichigo nha anh em. Ok, rồi đầu tiên nè, mình sẽ chém thử con quái này. Một phát chưa chết, ok. Hai phát mới chết. À, vậy là cây kiếm này chém hai phát nó mới chết anh em ơi. Còn gậy như ý chứ cần chém một phát thôi. Rồi, tiếp nha. Đấy. Búp. Búp. Rồi, cũng hai phát mới chết tới lượt con này. Búp. Búp. Búp nè. Rồi, cũng hai phát mới chết anh em ơi. Vậy là cái kiếm này nó yếu hơn cây gậy như ý rồi. Gậy như ý là chém... rồi mất tiêu cái kiếm luôn. Đậu phộng, để mình lấy lại. À, đây. Vậy á là có nghĩa anh em, vậy có nghĩa là cây kiếm này nó sẽ yếu hơn cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không. Đúng rồi anh em ơi, tại vì gậy như ý của Tôn Ngộ Không tất nhiên phải mạnh hơn rồi đúng không? À, gậy như ý của Tôn Ngộ Không mà chỉ cần đập một phát thôi là chết anh em nhìn nè. À, ôi, đập một phát thôi là chết nè. Còn cái gậy này, còn cái kiếm này là phải chém đến hai phát mới chết. Ủa, đứng lại coi. Đứng lại coi. Đứng lại coi. Nó chạy mất tiêu rồi. Trở lại chơi. Đó, đây từ thử lại nha. Là con thổ dân đây nè. Đó, hai con thổ dân nè. Rồi, kiếm của Ichigo nè, chém một phát, hai phát mới chết. Đó, còn gậy của Tôn Ngộ Không nè, đập một phát là chết luôn. À, vậy là cây gậy của Tôn Ngộ Không sẽ mạnh hơn cái kiếm của Ichigo. Ok, rồi, bây giờ chúng ta sẽ test thử ở trên con quái khổng lồ phải coi sao nha anh em. Đây, ở đây mình có chuẩn bị một con quái khổng lồ đây. Từ lấy cho anh em xem nè. Đó, đây chính là trứng quái lớn. Đó, anh em thử nha. Ui trời ơi, nó bự kìa anh em ơi. Oh my god, nó bự hơn mình gấp mấy lần luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử sử dụng bằng cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không. Đập nó thử coi coi nó bao nhiêu cái thì nó mới chết nha. Ok, rồi đập nè.
một cái nè, hai cái nè. Đập hai cái là chết luôn anh em ơi. Trời, cái này gậy như ý với bộ mạnh nha, đập hai cái là chết luôn. Ok, tới lượt kiếm của Ichigo nè. Thử nha. Đấy. Một cái nè, hai cái nè, ba cái. Ui chưa chết là bốn cái nè. Ồ rồi, vậy có nghĩa là kiếm của Ichigo là phải chém 4 cái mới chết. Rồi vậy là coi như là đam của Ichigo, kiếm của Ichigo là nó yếu hơn đam của cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không rồi. Đó. Ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển qua mình test thử cái sức mạnh mà chém bay lên trời của hai cái vũ khí này nha. Ok. Bây giờ mình sẽ thử đây. Đầu tiên mình sẽ sử dụng một cái con quái vật bự mình đặt ra thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng cây gậy của Tôn Ngộ Không mình gồng lên rồi mình chém thử nha anh em. Ok. Xem này. Đấy. Chém. Ok, ui bay cao trời kìa. Bụp. Rồi chết luôn. À vậy cái cây này nó cái cây của Tôn Ngộ Không nó cũng chém khá là cao anh em ơi. Rồi. Chém. Ok, cao quá trời cao luôn. Tuốt lên trên trời luôn, rồi rơi xuống. Rồi ok, tới lượt cây kiếm của Ichigo để xem coi kiếm của Ichigo chém có mạnh không nha. Đặt ra nè. Rồi. Đấy. Chém. Ô, kiếm của Ichigo chém cũng cao lắm anh em ơi. Đó. Rơi xuống chết không? Có chết không? Ôi okay, cây chết luôn. Vậy là kiếm của Ichigo cũng chém rất là ghê chứ phải là yếu. Rồi chém nè, bay tuốt lên trời luôn. Ok, vậy là riêng về cái phần mà chém bay lên trời thì cây kiếm của Ichigo với lại là cái cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không là nó bằng nhau. Ok. Rồi bây giờ tiếp theo nữa là mình sẽ test đến độ là tấn công một lúc nhiều con quái. Bây giờ mình sẽ thử mình đặt thật là nhiều quái ra và mình đánh cùng một lúc nha. Ok, bắt đầu thôi. Phải cái trưởng anh em ơi, nó đập mình có một phát nữa mình chết luôn rồi. No. Yeah, bây giờ coi như là đập kiểu này là hơi khó rồi. Mình sử dụng cái kém này nè. Chém nè. Ô, một phát một bay hết lên trời luôn. Wow. Rơi xuống. Ôi chết hết luôn. Oh my god. Vậy là có nghĩa là cái kiếm của Tôn Ngộ, cái cây gậy của Tôn Ngộ Không á, đập thì nó hơi lâu chết xíu nhưng mà chém một phát một á thì nó sẽ chết rất là nhanh luôn. Rồi ok, tiếp theo sẽ là cây kiếm của Ichigo. Ok, tiếp theo sẽ là cây kiếm của Ichigo nha anh em. Đây cái kiếm khá là bự luôn. Đó. Ok, để mình test thử trên hết cái đống quái này coi liệu là nó có giết được hết đống quái trong một cái chém không nha. Ok, đi qua đây quay. Ok rồi. Hey. Kiếm Ichigo. Chờ. Ôi nó chém được có 3 con à. No. Chờ. Chờ. Ôi chết đi, đừng lại gần tao, No. Rồi xong chết luôn. No. Lụm lại cái kiếm, lụm lại đồ. Chết tụi mày với tao, tụi mày dám giết tao hả? Giết tao hả? Ok anh em ơi. À, vậy là cái gậy như ý của Tôn Ngộ Không á thì chém một phát á là bay hết lên trời luôn. Còn kiếm của Ichigo á là chém đến nhiều lần thì nó mới bay hết được. Trời là trời. Vậy có nghĩa là riêng về cái phần mà đam với cái phần mà chém á thì cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không nó mạnh hơn cây kiếm của Ichigo rất là nhiều luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần là phá hủy thế giới thử xem nha. Để coi cây gậy là cái kiếm này cái nào phá hủy thế giới mạnh hơn nha. Ok, bắt đầu thôi. Ok, bây giờ mình sẽ thử sử dụng cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không để mình đập vỡ một ngọn núi để xem như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ chọn ngọn núi này đi. Bây giờ mình sẽ thử sử dụng cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không đập nát cái núi này luôn. Ok, thử nha. Đập nè. Ủa, có vỡ chưa vậy? Đập nè. Ủa, đập nè. Ủa, anh em mình kìa anh em. Trời ơi, đúng là gậy như ý của Tôn Ngộ Không nó đập bể nát luôn. Đập nè. Đập nè. Trời ơi, cái gậy như ý của Tôn Ngộ Không đúng mạnh luôn anh em ơi, đập nát cái núi luôn rồi. Ôi, lắc quá, đập lắc máy luôn. Wow, anh em nhìn nè. Rồi. Đập có mấy cái mà cái ngọn núi nó muốn vỡ tan luôn anh em ơi. Đập nè. Trời ơi, đúng là gậy như ý của Tôn Ngộ Không ha, mạnh vãi. Đập nè. Đó. Rồi, đập có tí xíu thôi mà ngọn núi nó banh chành luôn anh em ơi. Đúng là gậy như ý của Tôn Ngộ Không đúng mạnh luôn á. Đập nè. Ok, rồi. Vậy có nghĩa là gậy như ý của Tôn Ngộ Không đập rất là mạnh luôn, đập muốn nát cái ngọn núi luôn anh em ơi. Coi bộ là hơi bị ghê luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ thử qua cái kiếm của Ichigo nha để coi là nó có đập mạnh như là cây gậy như ý không nha. Ok, mình sẽ chọn ngọn núi bên đây đi, ngọn núi bên đây. Ok, mình sẽ thử đập cái ngọn núi bên đây nha. Rồi, thử nè. Hey. Ủa nó gồng lâu quá ta. Đập nè. Ủa nó có vỡ chưa vậy? Ủa sao không thấy vỡ vậy thì? Đâu để mình bay qua đây coi. Sao mình không thấy nó vỡ ta? Rồi bay qua đây. Ôi trời, mất máu. Ok, để bay xa xíu nó hơi lắc rồi anh em ơi. Ok anh em, mình đã bay qua bên đây cho nó đỡ lắc xíu nè. Ok, là thử nha. Đập nè. Ồ.
Ồ, vậy là cái kiếm của Ichigo là nó sẽ đập xuống dưới đất anh em ơi, chứ nó không có đập lên trên núi như như là cây gậy như ý của Tùng không. Nhưng mà nó cái lỗ của nó đập ra khá là nhỏ chứ không có bự. Ôi, đập nè. Rồi đập thử nha. Gồng lên. Hí, đập nè. Ồ, trời trời trời. Cũng tạo cái lỗ khá là bự chứ không phải nhỏ đâu. Rồi đập nè. Ôi trời 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 trời. Hí, đập nè. Đó, khá là mạnh nha. Hí, đập nè. Ồ, trời. Tính ra cái kiếm của Ichigo đập cũng được một cái lỗ rất là bự luôn anh em ơi. Wow, vậy là coi như là sau một cái phần mà thi đấu test thử gậy như ý của Tôn Ngộ Không đó, với lại là kiếm của Ichigo thì mình đã có một cái gì ta, một cái bàn mình đã biết quyết định được là cái nào chính là vũ khí mạnh hơn rồi. Thì mình xin chấm điểm á, là riêng mình á, là mình thấy là cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không nó mạnh hơn anh em ơi. Bởi vì là nó đập một phát một là bệnh quanh cái ngọn núi luôn, mà nó còn giết quái cực kỳ nhanh. Còn cây kiếm của Ichigo á thì nó cũng rất là mạnh, nhưng mà nó yếu hơn cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không. Đó, coi như là gậy của Tôn Ngộ Không coi như là mạnh số 1 luôn rồi. Ok, rồi. Và nếu như mà anh em thấy thích video này và muốn là những trong những tập tiếp theo, con gà mày dám đụng như người tao hả, lấy gậy như ý gõ cái là nét đầu mày luôn á. Ok, thì anh em muốn trong những tập sau mình sẽ so sánh vũ khí của ai nữa, chẳng hạn như là vũ khí của Naruto so sánh với vũ khí của Son Goku hay là cái gì đó, anh em muốn mình so sánh thì anh em hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua kênh YouTube của thành viên trong team Hero chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV và Camu TV để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của những người bạn của mình, đó chính là Kairon TV nè, Mèo Simmy nè và Sammy Đào Khang Dừa nữa nha. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt. Bye bye.